만원 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 만동 만동 야 이 친구 하나 사줄까? 나 2만동 어 만동 이거 만동 안 먹을 거? 만동 이거 만동 I mean 돈이 No, I don't. I will be. I'm okay for you only. For you? No, it's okay. Yeah. I don't take it. I don't take it. 하나만 해, 하나만. Okay. Yeah. 하나만 해. 하나만 해. 하나만 해. 아, 요게 바나나라고? 말린 거지? 아니야. 한 건도 없어. 바나나 얼마나 온 거? Banana, how much? 3만 đồng, 3만 đồng, nè 30 ngàn 3 miếng cái gì? Ở trong này nó có 3 miếng và 30 ngàn 3만 đồng Làm cho em xem cái này được không chị? À, cái nội dưới cái đó luôn để em quay em đưa lên đợi nó vàng nó dở rồi yeah. Còn cái này nè. Cái này ngưng rồi, ngưng rồi. Ngưng hả? Không làm nữa hả? Tại vì mới rửa xong á. Dạ. Chị người miền Trung. Ờ, hay đó ta. Nghe giọng nói chị miền Trung mà. Nhưng mà cái bánh mà hình ngôi sao đó là gọi là bánh gì? Cái bánh hình trái tim nữa. À. Mình ở đây gọi là bánh kẹp, có chỗ gọi là bánh tổ ong. À, bánh kẹp bánh tổ ong. Còn bánh bánh hồi nãy mới mua là bánh ở bánh bông lan đúng rồi. Bông giác hả? Tam giác. À bánh tam giác. Mấy đứa người ta thì mình là bánh tam giác không à. À. Là bánh bông lan. Nói chung nguyên lộ của tí là bột với lại đường với trứng thôi. Không khác chứ. Bột, đường, trứng cái này nó khác, cái đó nó khác. Cái này là bột mì, cái này là bột năng. À, một cái là bột mì, cái là bột năng. À, chứ cái bột bột này mà đổ qua bột này là đổ không được. Vậy hả? À. Tắc và bột sữa nữa. Trứng gà, vani. À vani. Nữa. Còn một chút siêu tắc nữa. Ừ. Có nghĩa là bánh tổ ong là đó. Ok. Trời mấy phút rồi cái bánh này nó chưa chín nữa. Lâu quá tại vì còn hai mặt lần á. Wow. Đây tại vì bỏ nhỏ than lại đó. Tính ra cái gì mất mấy phút rồi mới chín được cái bánh à. Tại vì chị không dám bỏ than nhiều tại vì nó hết bột rồi. À hết bột rồi. À, hết bột. Mà tính ra là chị là người ở tỉnh nào? Quảng Ngãi hả? Nhưng mà tính ra một ngày thì chị bán được khoảng bao nhiêu tiền? Vốn á, dạ. 700-800 ngàn hả? Nếu bây giờ thì lời thì khoảng là còn là bao nhiêu? Vậy cũng đủ sống ở Sài Gòn tương đối. Tương đối người nó ăn học đó. Ờ, dạ. Ok. Cũng năm. Giờ nó đi học lắm. Giờ nó đuôi lại chị. Giờ nó được không? Đừng mong sao nó có chồng nó lo cho gia đình nó được rồi. Dạ. Ok, cảm ơn chị em bye. Dạ. Yeah.